thưa quý khán thính giả chúng tôi xin trở lại với phần 2 của chương trình. Thì trong phần 2 này chúng tôi muốn trình bày những cái vấn đề mà một mặt trận trong cái chương trình hành động của diễn đàn Việt forum đã đưa ra, đó là vấn đề vận động các quốc hội Hoa Kỳ cũng như tất cả các nước đang có những cái quan hệ ngoại giao với Việt Nam về mặt bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam thì trong tháng ngày 11 tháng 5 tới đây à, diễn đàn Việt forum cũng như anh em thành viên sẽ đến quốc hội Hoa Kỳ à, tại Washington DC để trình bày về những cái vi phạm nhân quyền tại Việt Nam à, và những cái sự tiêu diệt giống nội Việt Nam đang âm mưu của à, xảy ra tại Việt Nam bởi những người lãnh đạo cộng sản Hà Nội cấu kết với những người cộng sản Trung Hoa. Chúng tôi muốn uh, chứng minh với thế giới cũng như đặc biệt Quốc hội Hoa Kỳ thấy được rằng là sự vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ngày hôm nay khá tinh vi có một cách uh, hệ thống bởi uh, uh, tổ chức bởi những người cộng sản. Chúng tôi muốn cảnh giác với những nhà lãnh đạo thế giới thấy rằng uh, không phải chỉ là vấn đề ngoại giao uh, người cộng sản luôn luôn hứa hẹn những cái điều mà tốt đẹp với thế giới để tìm được những cái vụ lợi về thương mại. Tuy rằng chúng ta ở một nước tự do, à, chúng ta được quyền tự do thương mại với bất cứ một nước nào trên thế giới. Thế nhưng, chúng ta không thể tiếp hơi, hà hơi tiếp sức để làm thương mại với những nước đang khai thác sự sống của người dân à, qua mọi hình thức và tiêu diệt cái cái dân tộc đó bằng những cái phương tiện về kinh tế. Thì đó là lý do then chốt mà mặt trận, một mặt trận trong công việc của diễn đàn Việt Forum sẽ hướng tới để uh, tranh đấu bảo vệ sự sống cho người dân Việt Nam. Xin mời anh Đạt thêm dạ, hàng năm thì quốc hội Hoa kỳ có một ngày nhân quyền tại Việt Nam. Đây là cơ hội chúng ta có thể mang được những uh, tin tức trong nước về vi phạm nhân quyền của nhân quyền Hà Nội trước quốc hội và chúng ta có thể những có những hành động liên kết với nhau để mang những tin tức này ra một cách mới mẻ và luôn luôn uh, chúng ta phải còn thông tin với uh, thế giới rằng chúng ta đang bị đe dọa môi trường đe dọa về mọi mặt của về nhân quyền à, mà người đứng trước à, hành động đó là nhà công đoàn Hà Nội nhưng người đứng sau lại chính là nhà cầm quyền của dự cộng của uh, Trung cộng cho nên chúng ta phải và phải làm liên tục nhất là ngày 1 tháng 5 này chúng tôi cần rất nhiều tài liệu và mặc dù đã có một số nhưng uh, những tin tức càng ngày càng thì có những biến chuyển mới trong Việt Nam cho nên từ đây tới ngày 11 chúng tôi hy vọng có những tin tức mới nhất, cập nhật nhất để có thể mang tới và tường trình ở trước quốc hội về Mỹ ngày 11. Thưa quý khán giả đặc biệt là. À, quý đồng bào đồng hương chúng ta à, trong à, tại quốc nội nếu có cơ hội để mà theo dõi được chương trình à, phát hình này của Việt Mỹ TV chúng tôi cũng muốn gửi một cái thông điệp rất là mạnh mẽ đến đồng bào chúng ta ở trong nước rằng là tất cả những sinh hoạt những tranh đấu của đồng bào đều được thế giới quan tâm quan tâm một cách nhanh chóng và hữu hiệu bởi vì sự truyền cơ quan những cái à, sự truyền thông ngày hôm nay phát triển rất là tốt và hơn nữa, chế độ công quyền Hà Nội cộng sản không thể ngăn cấm được những cái điều kiện ràng buộc nếu muốn làm thương mại với thế giới phải tôn trọng cái quyền tự do thông tin và đặc biệt phải tôn trọng và để cho người dân việt nam được quyền sử dụng tự do thông tin trên các kênh đang có tại việt nam đặc biệt là của facebook và youtube chúng ta đừng ngạc nhiên rằng là tại sao nhiều năm qua đồng bào chúng ta được đăng tải loan tải tất cả những thông tin à, chống lại cái chế độ cầm quyền hà khắc hà nội qua những cái kênh của youtube và facebook mà cộng sản hà nội không thể ngăn cấm được đó là bởi vì những cái ràng buộc qua những cái hiệp ước thương mại song phương và đa phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giữa Việt Nam và Liên Âu cũng như những cái nước tự do trên thế giới bắt buộc những cái điều kiện về tự do thông tin, về quyền tự do kinh doanh mậu dịch và quyền tự do đi lại phải được tôn trọng một cách triệt để. Chính vì vậy, chúng tôi nói rằng qua những vấn đề mà trao đổi kinh tế mậu dịch với thế giới, chúng ta được có nhiều cơ hội để tranh đấu về tự do về nhân quyền cho việt nam chúng tôi à, nhân đây cũng muốn gửi một cái thông điệp mạnh đến cho đồng bào chúng ta biết rằng ngày hôm nay đồng bào không còn phải quá sợ hãi nữa bởi vì à, tôn trọng cái nhân quyền cho việt nam cộng sản hà nội phải tôn trọng những cái à, điều lệ mà liên hiệp quốc đã đặt ra để bảo vệ quyền làm người để bảo vệ sự sống của mọi người không một chế độ nào có thể áp bức tiêu diệt người dân một cách à, theo tùy kêu gọi là muốn làm sao thì làm, ngày hôm nay không còn những cái chuyện đó, tất cả những cái sinh hoạt của người dân đều được bảo vệ một cách tích cực bởi cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc, bởi những cái cơ quan ngoại giao của những nước dân chủ Tây phương đang có mặt tại Việt Nam. Do thế, nếu mà bất bình, nếu mà có những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng bị chèn ép, bị chà đạp thì người dân mạnh dạn đứng lên, chỉ vì khi người dân thực sự đứng lên sức mạnh của người dân thì mới giải quyết được vấn đề dân quyền cho người dân dân sinh cho người việt nam chúng ta không còn phải quá lo sợ mà bị tiêu diệt như bao nhiêu thập niên trước ngày hôm nay đây là cơ hội chúng tôi kêu gọi toàn dân việt nam hãy đứng lên để mà chống lại cái sự bất công của xã hội hãy đứng lên để mà xây dựng lại một cái thể chế chính trị mang lại cái đời sống tự do, ấm no và hạnh phúc cho toàn dân Việt Nam. Chúng tôi kính kêu gọi toàn dân Việt Nam hưởng ứng tất cả những cái phong trào tranh đấu đang xảy ra khắp các tỉnh thành Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, tại Sài Gòn, ở đáng kể nhất là cái nôi của những cái cuộc cách mạng xảy ra đang xảy ra ở Hà Tĩnh. Tôi tin rằng đây cũng là cái nôi sẽ tạo ra sự lật đổ được chế độ Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh Đạt. À, cái nôi nó là cái nôi thì Hà Tĩnh và Nghệ An tính là cái nôi của cộng sản từ xuất phát từ 1930 nơi của Hồ Chí Minh sinh ra bây giờ vẫn là sẽ là cái nôi có thể làm cách mạng mới của toàn dân Việt Nam thì nhắc lại lần nữa là chúng tôi đang ở bên ngoài đại diện qua trang mạng Việt Forum và nhóm anh em Việt Forum sẽ có một buổi tường trình trong ngày quốc hội ngày 11 tháng 5 thì tôi hy vọng rằng anh chị em trong nước nên tiếp lửa với nhau và những người ở ngoài nước sẽ là những lo phóng thanh chúng tôi sẽ đưa những tin tức này ra một cách mới nhất và có thể nói rằng anh chị em sẽ bớt sợ hãi hơn và nên truyền cái sức mạnh không sợ hãi này của chúng ta tới khắp nơi tới bạn bè tới những tinh thần khác để làm sau đó từ một đống lửa thành một bão lửa để mà đốt thiêu đi nhà công viên hà nội À, kính thưa Quý khán thính giả, tất cả những cái thông tin, những cái biến cố xảy ra ở Việt Nam ngày hôm nay nếu mà chúng ta có được cơ hội thì gửi bằng mọi phương tiện chúng ta nên gửi ra nước ngoài, gửi qua mạng YouTube, gửi qua mạng Facebook, đồng thời tất cả những email tiện lợi, à, chúng tôi cũng có nơi à, trang nhà của việtforum.tv.com cũng như là số điện thoại của cá nhân võ đức văn, à, tất cả những sinh hoạt trong nước chúng tôi sẵn sàng ghi nhận để mà. À, chuyển tải, à, giúp sức, à, giúp à, tất cả những cái phương tiện có được để mà chuyển tải những cái thông tin đó đến khắp mọi nơi, khắp mọi quốc gia. Chúng ta không còn đơn độc, đồng bào chúng ta trong nước tranh đấu không còn mà bị che đậy, bị, bị à, kêu là lèo lái bởi những cái cơ quan báo chí, truyền thông, của đảng cộng sản của nhà nước việt nam không còn có sự độc đoán độc tài độc quyền về vấn đề thông tin nữa mà thông tin ngày hôm nay được chuyển tải một cách công bằng và tự do trên mọi kênh do vi, do thế xin mời à, xin nơi đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là tất cả những sinh hoạt dầu nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa ở việt nam đều được à, đoàn toàn thể đồng bào chúng ta trên toàn thế giới quan tâm và chia sẻ vì thế cái sự thuận lợi của cơ quan truyền thông báo chí ngày hôm nay, đặc biệt là bạn Facebook và YouTube sẽ mang lại những cái sự bảo vệ an toàn nhất cho những cái sự tranh đấu của đồng bào chúng ta tại quê nhà. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi đồng bào chúng ta phải mạnh dạng, chỉ có sức mạnh của người dân thì mới thay đổi được những cái vấn nạn đang xảy ra ở Việt Nam, đang đe dọa đời sống, đang đe dọa đất nước Việt Nam chỉ có những người dân dám đủ can đảm đứng lên thì chúng ta mới có cái cơ may mới có sự hy vọng rằng những cái sự đen tối đang đè nặng trên dân tộc sẽ được đổi thay chỉ có sức mạnh của người dân dám đứng lên thì chúng ta mới có thể thoát được sự đè nén của những người cộng sản trung hoa đang đè nén đang chèn ép trên dân tộc chúng ta và chỉ có sức mạnh của người dân dám đứng lên thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để lấy lại chủ quyền của đất nước của biển đảo để xây dựng lại một đất nước Việt Nam phát triển và tiến bộ thì chúng tôi kính kêu gọi đồng bào trong nước cũng như đồng bào ở hải ngoại chúng ta cùng hướng về một mục đích góp sức, góp công, góp tất cả những cái khả năng mà chúng ta có được để tranh đấu để mang lại cho đất nước chúng ta sớm có được tự do và hạnh phúc. Xin mời anh Đạt. À dạ, hiện nay nhà công việc Hà Nội đang vào cái thế gọi là phải tha lỏng chúng ta để chúng ta có những hành động như đang có hiện nay đó là cái cơ hội bởi vì họ không thể là tấn công hoặc đàn áp các dã man đối với những sự kháng cự của đồng bào bởi vì họ đang vào cái thế ở giữa không biết ngã về phía bên Trung Quốc hoặc là phía bên Hoa Kỳ cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có một khoảng thời gian không biết là bao lâu một khoảng thời gian rất là đẹp để chúng ta có thể hành động và có thể tấn công ngược lại với nhà cầm quyền. Bởi vì qua khoảng 2 tuần theo dõi thì chúng tôi thấy rằng những cuộc kháng cự của đồng bào hình như nhà cầm quyền Hà Nội chưa biết làm cái gì. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể kết hợp lại những hành động này với nhau thành một thành một mạng để mà có thể chúng ta có thể đẩy một hơn là bốn năm bước chứ không phải chỉ một hai bước cho nhà cộng sản việt nam à, hy vọng rằng anh chị em phải hưởng ứng nhất là hưởng lời kêu gọi cha lý à, đó là một sự bước đầu thì à, người ta hay nói rằng là nước chạy chạy lâu cũng nắm đất không anh thì đó là những gì chúng ta thấy hậu cái hiệu quả của cái cuộc biểu tình à, tổng đình công của tổng biểu tình của cha lý nó bắt đầu có hiệu quả mặc dù có thể nói là không có bằng chứng nào liên kết với nhau nhưng chúng tôi cảm giác được chuyện đó là À, bà con đã cảm giác được cái bước vào khỏi cái sự sợ hãi của họ trong những lần biểu tình đầu tiên và bởi vì những lần đầu tiên và quyền hội không có phản ứng gì cho nên tiếp tục sẽ có những bạo động khác liên tục sẽ xảy ra thành ra đó là một khoảng trống mà chúng ta có thể tiếp tục lợi dụng để mà làm thành một cái cuộc cách mạng mới à, có thể trong thời gian ngắn nhất kính thưa quý khán thính giả à, như anh Đạt vừa trình bày, chúng tôi tin tưởng rằng là cái sự kêu gọi lãnh đạo của tập hợp quốc dân Việt của Linh mục Nguyễn Văn Lý có những cái sự ngấm ngầm thúc đẩy à, kích động và nếu mà không muốn nói là chỉ đạo cho tất cả những cái sự sinh hoạt đấu tranh vì cái quyền sống của người dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam không phải là một sự ngẫu nhiên mà chúng ta ngày hôm nay sau một tháng lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý và của tập à, hợp à, quốc dân Việt à, đưa ra lời kêu gọi toàn quốc thì ngày hôm nay một tháng sau Phong trào toàn dân đã đứng lên khắp các tất cả các tỉnh thành từ Bắc vô Nam, từ cả miền Trung, tất cả mọi nơi đều hưởng ứng. Chúng ta thấy rõ ràng là từ đặc biệt trong tuần lễ này, tất cả các tỉnh ở phía Bắc, đồng bào đã mạnh dạn đứng lên hàng ngàn người để bao vây tất cả các trụ sở của các cơ quan chính quyền, bắt đi tất cả những nhân viên công lực mà đến cưỡng chế tấn công người dân và đồng bào sẽ thách thức với chế độ là một là người dân sẽ phải hy sinh hai là chế độ phải thỏa mãn được tất cả những cái yêu cầu những cái nguyện vọng những cái đòi hỏi của người dân thì đây là lúc mà chúng tôi tin tưởng rằng cơ hội thay đổi những cái tư duy về chính trị thay đổi những cái cơ chế chính trị hà khắc để thay đổi cái sinh mạng cái sự sống cho dân tộc việt nam cho đất nước việt nam đây là nơi đây là cái cơ hội cái thời điểm mà người dân sẽ tạo được một cuộc cảnh mới cách mạng mới một cuộc cách mạng tranh đấu vì dân sinh vì cái quyền sống của đồng bào chúng ta cũng như à, toàn thế giới đã xảy ra hầu hết tất cả các cuộc cách mạng thay đổi thể chế trên toàn thế giới đều có cái nguồn gốc xuất phát từ cái quyền sống của người dân T bởi vì dân sinh là cái quyền tối ưu tối cao nhất trong tất cả các quyền để mà tranh đấu thì không một lý do gì ngày hôm nay sự sống của người dân Việt Nam đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng, đang đối diện với hiểm nguy bị tiêu diệt giống nòi thì người dân chúng ta phải đủ mạnh dạng, đủ can đảm để đứng lên và ở hai ngoại đồng bào chúng ta sẽ tiếp hơi, tiếp sức bằng mọi phương tiện, bằng mọi khả năng để bảo vệ lấy cái cuộc tranh đấu đó đi đến sự thắng lợi để bảo vệ cho thế giới thấy được rằng tiếng nói của người dân Việt Nam là một sự đòi hỏi chính đáng vì lẽ phải, vì công bằng toàn thế giới sẽ không quay mặt, sẽ không làm ngơ đối với những cái sự hy sinh, những cái sự tranh đấu của đồng bào chúng ta tại đất nước. Chúng tôi kính kêu gọi toàn thể tất cả những sinh viên, những bạn trẻ ở hải ngoại, chúng ta phải dành thời gian để quan tâm đến những cái công cuộc tranh đấu cho đất nước đang có những cái biến chuyển thuận lợi và cái thời cơ à, cho một cuộc đổi đời, một cuộc thay đổi chế độ đang à, hấp hé, đang ở xa mà chúng ta có thể thấy được đang đến gần Việt Nam thì đây là dịp mà tất cả chúng ta nên tiếp tay tiếp sức cho cái công cuộc tranh đấu cho Việt Nam. À, kính thưa quý anh chị em, cuộc uh, cách mạng của chúng ta rất rất là còn những anh chị em trẻ bởi vì thế hệ trước đã càng ngày càng lớn tuổi và không còn sức để có thể uh, làm những cuộc cách mạng mới uh, thay đổi Việt Nam. Thì chúng ta là những người trẻ phải nên nhìn đó là cái sự bắt buộc phải nó là bắt buộc trách nhiệm của chúng ta phải làm bởi vì tôi không nghĩ rằng anh chị em có thể làm được gì nếu như những vài năm sau này việt nam đã trở thành một phần trung quốc lúc đó anh chị em muốn làm gì cũng đã quá trễ cho nên hy vọng rằng ông bà nói chuyện với con cái con cái chuyện con cái của mình về những chuyện đang xảy ra ở việt nam và tiếp tay những anh chị em trong nước đã can đảm đã bước vào cái sự sợ hãi của họ để mà nói lên tiếng nói uh, phản kháng thì chúng ta ở bên nước ngoài nhiệm vụ sẽ là truyền tải những tin tức này đến với tất cả mọi người không phải chỉ Việt Nam không mà tôi hy vọng rằng tất cả anh chị em phải mang cái tiếng nói này tới cơ sở mình làm tới văn phòng của mình làm hay bất cứ những cơ hội nào anh chị em thể nói chuyện với người đồng hương những người hàng xóm của mình để cho biết rằng Việt Nam chúng tôi đang bị đe dọa Kính thưa quý khán giả thì như cái kinh nghiệm lịch sử của những cuộc cách mạng trên toàn thế giới đã xảy ra chúng ta thấy được cái chế độ cộng sản sẽ chết sẽ phải ra đi một khi mà cái quyền tự do thông tin được mọi người à, tôn à, được mọi người biết đến mọi người dân được quyền sử dụng đến ánh sáng của sự thật thường là kẻ thù của cái chế độ cộng sản hà nội chúng ta cũng đừng ngạc nhiên rằng à, có nhiều vị nói rằng là chế độ cộng sản hà nội ngày hôm nay vẫn còn tồn tại trong khi đó chế độ cộng sản ở liên xô ở đông âu đã sụp đổ từ lâu điều đó cũng không phải là một cái gì mà ngạc nhiên Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn nói rằng Cộng sản ở Đông Âu và ở Liên Xô ra đời trước cái Cộng sản ở Việt Nam à, Cộng sản ở Liên Xô tức là Liên bang Xô Viết cũng sụp đổ sau 7 thập niên Thì con số đối với Việt Nam cũng đơn ở cái giai đoạn 7 thập niên này Tôi tin rằng đã đến lúc cái chế độ Cộng sản Việt Nam phải cáo chung cái chủ nghĩa Cộng sản cái, một cái đất nước cộng sản còn sót lại duy nhất trên trái đất này sẽ phải cáo chung sau 7 thập niên Ừ, từ năm 1945 thì ngày hôm nay chúng ta tất cả những người dân trong nước cũng như người dân hải ngoại chúng ta phải đủ à, mạnh dạng hơn để tiếp tay tiếp sức để lật đổ cái chế độ cộng sản này đi và đã đến lúc cái chế độ cộng sản hà nội phải cáo chung để nhường chỗ cho sự phát triển tự do và dân chủ cho việt nam xin mời anh đạt gửi lời chia à, trước khi chia tay một lần nữa xin anh chị em khắp nơi thế giới nên ủng hộ và truyền tải những tin tức đang xảy ra việt nam và phải À, ghi nhận rằng cái sự thơ của quý vị chính là sẽ chiến trong tập Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị vào lần phát hình lần tới. Xin kính chào quý vị. Ừ.